Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán thính giả đã biết, hôm thứ Tư của bên Washington DC, thì Hạ viện đã thông qua một biểu quyết 221/212 đưa đương kim Tổng thống Joseph Biden ra để luận tội. Biểu quyết đó đã xong. 221 tức là 221 đảng viên Cộng hòa và 212 tức là 212 đảng viên Dân chủ không chấp nhận chuyện này. Vậy là chuyện này á, bỏ phiếu theo tiếng Anh họ gọi là on the party line, tức là theo quyết định của mỗi một đảng. Đảng Cộng hòa quyết tâm và đưa Tổng thống Joseph Biden ra luận tội. Thì theo dân biểu Tom Cole ở tại Oklahoma đó, ông có phát biểu như sau: chúng tôi đang làm một việc y như là đảng Dân chủ đã làm vào năm 2019 đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Tức là đảng Cộng hòa thì nhận định họ làm một việc giống như là đảng Dân chủ đã làm năm 2019. Và có nhiều đảng viên Dân chủ thì họ nói đây là việc làm mà trả thù cho cựu Tổng thống Donald Trump. Đó là phát biểu của dân biểu Raskin thuộc đảng Dân chủ. Một bên thì quan niệm là làm y như đảng Dân chủ đã làm đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Còn một bên thì quan niệm đó là trả thù dùm cho cựu Tổng thống Donald Trump. Vì hiện nay, cựu Tổng thống Donald Trump đang là ứng cử viên hàng đầu để đối đầu lại với đương kim Tổng thống Joseph Biden. Vậy thì chuyện này á, đưa ra luận tội để truất phế Tổng thống Joseph Biden là chuyện gì? Chuyện gì cái đã? Và sau đó thì tôi sẽ nói là tại sao, mục đích thực sự của đảng Cộng hòa là gì và nó sẽ đi về đâu nhé. Khi mà nghe việc mà thân phụ của mình bị luận tội để đưa ra truất phế đó, thì con trai ruột của Tổng thống Joseph Biden là Hunter Biden, người mà tạo nên sóng gió này nè, người là gây biết bao nhiêu khó khăn cho đương kim Tổng thống Joseph Biden đó, và là người đang bị công tố viên đặc biệt David Weiss đưa ra để luận tội chính tội đại hình về vấn đề trốn thuế nhé, tax evasion đó. Thì Hunter Biden trả lời như sau: Let me state as clearly as I can, my father was not financially involved in my business, not as a practicing lawyer, not as a board member of Burisma, not in my partnership with a Chinese private businessman, not in my investment at home nor abroad, and certainly not as an artist. Đó là phát biểu của ông ngay lập tức. Ông Hunter Biden á, con trai ruột của Tổng thống Joseph Biden. Tôi xin tạm chuyển ngữ ngay. Tôi xin nói rất là rõ trong điều mà tôi có thể nói. Cha của tôi không có liên quan vấn đề tài chính trong công ăn việc làm của tôi. Không có liên quan đối với một luật sư. Tức có nghĩa là ông Joseph Biden là một luật sư luôn. Không có ở trong luật thành viên chỉ đạo của công ty Burisma. Công ty Burisma là công ty ở bên Ukraine mà người ta cáo buộc cái chuyện ông tham nhũng hối lộ đó. Không có là đối tác đối với một người doanh nhân Trung Quốc. Không có một đối tác gì hết. Không có dính líu gì đến việc mà tôi đầu tư ở nhà, ở đây, ở nước Mỹ hoặc là ở nước ngoài. Và đương nhiên không phải là một nghệ nhân,
không có phải là một nghệ nhân. Câu nói này của ông Hunter Biden là chối phăng hết, nhưng mà nó lại lộ ra một cái góc cạnh khác liền. Như vậy, người ta muốn truất phế đương kim tổng thống Joseph Biden là vì như vậy là có dính líu vấn đề tài chánh trong công ăn việc làm của ông Hunter Biden. Công ăn việc làm đó là ở công ty Burisma. Công ty Burisma đó trả tiền cho ông Hunter Biden rất là hậu hĩnh. Hàng tháng là 50.000 đô la. Mà trong khi đó ông Hunter Biden không có kinh nghiệm gì về vấn đề dầu hỏa hoặc là kinh nghiệm gì cho công ty Burisma. Thì tại sao lại được nhận 50.000 đô la hàng tháng và những số tiền bonus? Đó là câu hỏi người ta thắc mắc chuyện này. Ở đâu khi mà ông nói những cái này cái nọ mà ám chỉ người đứng đằng sau lưng của ông rất là nhiều lần là Big Boss, chính là khi ấy là Phó Tổng thống Joseph Biden nhé. Nên đây là điều mà bên phía của Hạ viện, bên phía của Ủy ban về đạo đức, họ đã yêu cầu ông vào hôm thứ Tư, họ subpoena ông, tức là họ trao trát cho ông là phải ra để mà trình bày trước ủy ban những vấn đề mà họ thắc mắc đối với ông, nhưng ông đã không chịu ra trước mặt ủy ban. Điều này đó là điều mà bên phía Đảng Cộng hòa nói, thấy chưa? Hunter Biden khinh miệt quyền uy của Quốc hội. Chúng ta còn nhớ trước đây liên quan đến vấn đề mà họ nói là tấn công vào Tòa Quốc hội 6 tháng 1 năm 2021. Thì bên phía Đảng Dân Chủ khi ấy là đa số đã thành lập một ủy ban điều tra về tấn công vào Quốc hội. Ủy ban này đã ra trát triệu tập một số người phải ra trước mặt ủy ban để làm chứng. Dầu không có liên quan nhưng mà ủy ban này cũng đã ra trát. Có những người cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump bị triệu trát. Thì những người đó nói tôi chả có biết gì về vụ tấn công 6-1 năm 2021 thì tại sao tôi lại phải ra. Nhưng đã nhận trát mà không ra thì họ kết tội là tội khinh miệt Quốc hội của Mỹ và cho đi tù. Thì kỳ này cũng thế đó, Hunter Biden bị ủy ban về đạo đức, những cái ủy ban về giám sát đó, họ triệu tập. Thì Hunter Biden ngày thứ Tư vừa qua không xuất hiện, không chịu trả lời với các ủy ban này. Mà khi thấy thân phụ của mình bị luận tội như thế thì ông lại nói tôi không có xuất hiện trước các ủy ban đó vì tôi không muốn họ lấy những cái ngôn từ của tôi, họ nói này nói nọ, họ cắt ghép, họ cắt nghĩa sai lệch. Tôi muốn là ra công khai trước Hạ viện đầy đủ, full floor đầy đủ với các thành viên, tức là ra làm chứng trước đầy đủ các thành viên của Hạ viện thì tôi sẽ nói. Điều này á, là một điều không có đúng với thủ tục ở tại Quốc hội Mỹ. Tất cả những chứng từ nào mà để ra tới full floor như thế đó thì phải thông qua các ủy ban trước. Các ủy ban là những nơi làm việc đầu tiên cái đã. Nên mà kiểu mà chữa lửa như thế đó là không có được tốt. Hunter Biden đã để lộ ra một góc cạnh nào đó. Và chính vì cái sự lộ ra này nên những vị dân biểu liên bang của nước Mỹ, họ được bầu cử ở nơi khu vực mà trước kia đó ông Joseph Biden thắng thế nhiều hơn, thì họ nói chúng tôi cũng muốn là bỏ qua chuyện này đi, không muốn mà luận tội để rồi đưa ra xét xử truất phế đương kim tổng thống Joseph Biden. Nhưng khổ nổi gia đình của tổng thống Joseph Biden không chịu đưa chứng từ, không chịu
cho chúng tôi biết những vấn đề đã xảy ra, nên chúng tôi có nghi ngờ những vấn đề rất là trầm trọng, thì chúng tôi phải bỏ phiếu để cho Hạ viện của Mỹ có một thẩm quyền cao hơn để xem xét tất cả các gì mà gia đình Tổng thống Joseph Biden đang làm. Vì khi mà Hạ viện thông qua, thưa quý vị, không có nghĩa là đương kim Tổng thống Joseph Biden bị truất phế, nhưng mà cho Hạ viện cái quyền công tố. Quyền công tố này lớn hơn, mạnh hơn để mà điều tra thêm các việc khác. Trở lại đó, hồi nãy phát biểu của ông Hunter Biden nói rằng là đương kim Tổng thống Joseph Biden là cha của tôi, không dính líu gì đến công ăn việc làm của tôi ở tại công ty Burisma ha. Thì tôi đã nói rồi, người ta nghi ngờ tại sao lại như thế này, như thế nọ, trả lương rất là cao, rồi những cái bonus hậu hĩnh có liên quan gì đến Big Boss là Phó Tổng thống Joseph Biden thời kỳ đó. Và thời kỳ đó như vậy thì cái quyết định mà Tổng thống Joseph Biden gửi tiền qua bên phía của Ukraine thì có bao giờ có liên quan đến vấn đề gọi là lấy tiền của Mỹ để tạo công ăn việc làm cho con trai của mình hay không? Đó là vấn đề người ta tìm hiểu. Và gia đình của ông Joseph Biden khi ấy đã hưởng lợi bao nhiêu? Ông Hunter Biden cũng nói là vấn đề mà không có dính líu gì đến việc làm ăn với một doanh nhân Trung Quốc. Thì điều này người ta lại nghi ngờ nhiều lắm, là vì sao? Giữa Mỹ và Trung Quốc đang có một cái vị thế gọi là cạnh tranh nhau nhiều phương diện, từ vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa và vấn đề tình báo. Thế thì những hình ảnh cho thấy khi mà Hunter Biden làm ăn ở bên Trung Quốc đó, thì họ nói là giấu giếm rất là nhiều. Gái gú là đương nhiên, hút sách là đương nhiên, là đó là cái tật của Hunter Biden. Nhưng mà người ta còn cáo buộc đó là nhận những số tiền kết xù mà không có rõ nguồn gốc, nó thuộc cái gì đó của tình báo. Vậy thì cái này nếu mà Hunter Biden là người thường thì không có được dễ dàng như vậy. Hunter Biden khi ấy là con của một người nổi tiếng, đó là Joseph Biden. Thì người ta nghi ngờ có sự móc nối của tình báo Trung Quốc vào trong việc an ninh quốc gia của Mỹ. Và những điều này người ta muốn hỏi Hunter Biden thì Hunter Biden không chịu ra làm chứng nha. Hỏi Tổng thống Joseph Biden thì ông lấy quyền Tổng thống, bây giờ ông đâu có thèm trả lời cái gì đâu. Chính vì như vậy nên nhiều dân biểu họ nói là chúng tôi cũng muốn bỏ qua chỗ này cho qua đi đi. Nhưng mà đó, có những vấn đề nó liên quan đến cả cái việc an ninh quốc gia của Mỹ. Việc mà nếu có dính líu gì đến vấn đề tình báo xưa, nó có bao giờ nó kéo lê tới cái nội các bây giờ hay không? Phải xem. Phải xem thử cách mà người ta đối phó trước đây để rồi đối phó bây giờ nó như thế nào, để cân nhắc. Thưa quý khán giả, đó là nguyên do mà tại sao Hạ viện Đảng Cộng Hòa đã thông qua quyết định là truy tố đương kim Tổng thống Joseph Biden. So sánh việc này với việc năm 2019 khi mà họ đòi truất phế cựu Tổng thống Donald Trump, nói rằng ông cản trở công lý, ông được bầu cử năm 2016 là do Nga ủng hộ ông. Mà những điều đó là qua một công tố viên độc lập là ông Robert Mueller điều tra hơn một năm trời, chả thấy cái gì hết. Tất cả những cái gì đó mà họ đòi truy tố cựu Tổng thống Donald Trump kỳ trước đó, nó có tính cách là cá nhân. Dầu rằng họ nói rằng là dính líu đến bầu cử thì Nga xen kẽ vào cuộc bầu cử thì đó là an ninh của nước Mỹ, nhưng mà rõ ràng chả có mà. Còn kỳ này á, nó không có tính cách cá nhân mà nó có tính cách, chúng ta thấy là làm ăn với một nước ngoài là Trung Quốc, rồi làm ăn cái gì đó ở bên Ukraine, dính líu luôn cả một cái hệ thống tham nhũng.
hai cái khác nhau. Nếu nói về vấn đề mức độ nghiêm trọng thì kỳ này bên phía của Tổng thống Joseph Biden nghiêm trọng hơn nhiều, nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng mà đó, Tổng thống Joseph Biden trả lời với quần chúng ngay: ôi, cái đảng Cộng hòa này, chúng họ không có lo những việc cấp bách trước mắt, đó là làm sao bỏ phiếu ủng hộ cho Ukraine có tài chánh để mà chiến đấu chống Nga, hoặc là giúp đỡ cho Israel, hoặc là cứu trợ nhân đạo ở dải Gaza. Những việc rất là cấp bách, họ làm ba cái chuyện tào lao, họ làm những cái việc mà mất thời giờ của người dân Mỹ, mất thời giờ của tôi. Đó là quan điểm của Tổng thống Joseph Biden. Nó rất là mất thời giờ. Nhưng mà Chủ tịch Quốc hội là ông Michael Johnson thì ông nói rằng là ủng hộ hay không ủng hộ việc mà đưa ra luận tội để mà truy tố đó, trước phế đương kim Tổng thống Joseph Biden, bây giờ nó không quan trọng nữa. Bây giờ nó cho chúng tôi một cơ hội để thấy được những cái vị trí của tôi bây giờ, và để cho chúng tôi có cơ hội dọi soi những vấn đề đưa ra ánh sáng. Dọi soi những vấn đề đưa ra ánh sáng. Những cái vấn đề đó là những vấn đề mà tôi đã nói vừa rồi. Ông Michael Johnson, ông cho rằng nước Mỹ cần được biết những thông tin đầy đủ về người lãnh đạo của mình. Họ đã từng làm như thế đối với cựu Tổng thống Donald Trump, và cựu Tổng thống Donald Trump đã chứng minh rằng mình cay ngay không sợ chất đứng, vàng thật không sợ lửa thì đã chứng minh hết rồi. Thì bây giờ đến phiên đảng Dân Chủ phải chứng minh thôi. Bên phía của đương kim Tổng thống Joseph Biden phải chứng minh. Vậy thì bây giờ nhé, theo thủ tục, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát phải thành lập một đoàn người giống như là một công tố viên. Các ủy ban đó phải chọn những người để mà trở thành là công tố viên, là những luật sư công tố viên lên trên Thượng viện để mà trình bày cho Thượng viện. Thượng viện sẽ đóng vai trò là các thẩm phán, nghe các dữ kiện, nghe các dữ kiện rồi xem thử rằng là có trục phế đương kim Tổng thống Joseph Biden hay không. Để trục phế được một vị Tổng thống như thế đó thì phải được số phiếu là 2/3, tức là 67 người. Điều này là một điều không thể xảy ra được. Không thể nào có con số 67 được. Vì sao? Vì hiện nay đó, Thượng viện là 51 đảng viên đảng Dân Chủ. 51. Chỉ có 49 đảng viên đảng Cộng Hòa. Nếu mà chuyện gì ghê gớm trầm trọng đi nữa đó, thì các đảng viên Dân Chủ nếu mà có nhảy rào thì giỏi lắm là vài ba người thôi. Có vài ba người thôi thì không thể nào mà trút phế được đương kim Tổng thống Joseph Biden. Không thể nào được. Nhưng tại sao đảng Cộng Hòa lại nhất quyết ở Hạ viện thông qua cái quyết định này? Là tại vì như ông Tom Cole là dân biểu ở tại Oklahoma, ông đã nói là những gì mà họ làm đối với cựu Tổng thống Donald Trump năm 2019 thì chúng tôi cũng làm y như vậy. Làm ý như vậy là vì sao? Là muốn soi rọi từng vấn đề. Để sao? Để tránh tiếng không nói rằng là đảng Cộng Hòa nhỏ mọn. Họ muốn cuộc bầu cử năm 2024 họ không bị mất ghế mà họ phải được thêm ghế. Thì truyền thông sẽ làm đi làm lại từ đây tới cuối năm, tức là vào ngày mùng mấy tháng 11 năm 2024 á, thì nhiều cử tri, nhất là những cử tri độc lập, họ thấy à, đảng Dân Chủ này gớm gì dơ quá, những cái vấn đề này vấn đề nọ nó bây giờ mới lòi ra, thì sao, thì họ ủng hộ cho đảng Cộng Hòa nhiều hơn. Đó là quan niệm của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà đó, như ông dân biểu Ruskin của đảng Dân Chủ, ông nói
Đây là việc làm rất nguy hiểm, một slippery slope, tức là một cái dốc rất là trơn. Nó có thể đưa đến cái tình trạng nó gọi là run away, tức là các cái chiếc xe nó mất thắng, nó chạy, nó toang luôn. Thì những nơi mà trước đây là sự tranh chấp swing á, các cái khu vực swing giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đó, thì nếu mà không á, làm rõ được á, mà không trút phế được đương kim Tổng thống Joseph Biden, thì đảng Cộng Hòa coi chừng bị thiệt hại lớn. Vì sao? Vì á, dùng số tiền thuế của người dân dành cho một chuyện mà để mà coi như hình thức là tranh cử của đảng Cộng Hòa thì không có tốt. Nhưng mà đây là cái chuyện mà mặt trắng mặt đen mà quý vị. Bên phía đảng Cộng Hòa thì nói người dân Mỹ cần biết rất là nhiều vấn đề, nhất là vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Chính người con trai ruột của Tổng thống Joseph Biden đã thú đó: cha tôi không có dính líu gì đến việc làm ăn của một doanh nhân Trung Quốc đó. Thì cái doanh nhân này, cái việc làm ăn với doanh nhân Trung Quốc này là Hạ viện Mỹ nghi ngờ là có dính líu đến tình báo của Trung Quốc, thì nó cần phải được soi rọi sáng tỏ. Mà bên Mỹ bây giờ đó, thì họ e ngại Trung Quốc, nên nhiều cử tri, những cử tri độc lập, họ cũng muốn biết cái chuyện này. Họ muốn biết chuyện này. Mà nếu rọi ra được một số gì vấn đề đó thì coi như uy tín của đảng Cộng Hòa đi lên. Nên đây là một việc làm họ có cân nhắc để hai bên đấu nhau. Hai bên đấu nhau. Nếu mà những cái chuyện mà kinh khủng mà lòi ra đưa lên tới Thượng viện thì tôi cũng đã dự trù rồi. Nếu mà có nhảy rào thì chắc vài ba người. Dẫu vậy biết đâu được khi mà chuyện quá kinh khủng thì lúc đó đó có thể nhảy rào nhiều quá thì coi chừng. Quý khán giả thấy ở bên Mỹ hai đảng đấu nhau, nói là đa đảng, nói là dân chủ nhân quyền, nhưng mà đấu đá nhau từng ly từng tí, khiếp khủng thiệt. Năm tới chưa đầy một năm nữa bầu cử rồi, vậy mà phải nhất định trút phế. Biết rằng là trút phế là một con đường rất là treo leo, khó lắm. Nhưng mà đảng Cộng Hòa cũng vẫn nhất định là phải luận tội để đưa đến việc trút phế. Mất một thời gian cho Thượng viện để xét xử chuyện này. Hiện giờ đó thì luận tội rồi, nhưng mà Hạ viện cần phải thiết lập một cái ủy ban gồm là công tố viên, tức là công tố đoàn để đưa lên tới Thượng viện, thì chúng ta thấy mất một thời gian nữa. Vậy thì theo tôi, như tôi đã trình bày rồi, về thủ tục lên tới Thượng viện thì khó lắm, khó mà trút phế được Tổng thống Joseph Biden. Lúc đó thì chỉ còn có vài tháng thôi là bầu cử, thì nhiều khi Thượng viện nói có tội bao nhiêu đi nữa đó thì cũng tha, để sao để cái cuộc bầu cử chính thức nó mới rõ nét. Vậy là trưởng đảng thôi, hai đảng lâu đời nhất có gốc ở trong lịch sử của nước Mỹ như thế, bây giờ thời đại mới đấu đá nhau một cách khiếp khủng, một cách công khai, chuyện gì nó cũng dính líu đến gọi là cái đường ranh của hai đảng. Ở bên Mỹ mà cảnh như thế này còn xảy ra, huống chi mà những nước như Việt Nam mà nếu có hai ba đảng thì tôi xin nói thiệt với quý vị, tan nát nát hơn tương. Thôi, đơn đảng mà dân chủ tập trung làm việc vì nước vì dân, cần có tiếng nói thì nghe những ý kiến của quần chúng, những người có chân tâm cho đất nước thì đất nước của chúng ta mới ổn định và phát triển. Tôi cho rằng thể chế đó ưu việt hơn đối với tình hình của đất nước của chúng ta. Còn ở bên Mỹ tôi theo dõi rất kỹ thì đó, đấu đá nhau từng ly từng tí. Dầu rằng biết nó không đi về đâu nhưng họ vẫn cứ đấu, đấu để tranh giành cái thế thôi, thế có thể là hy vọng mình hơn cơ vào năm 2024 cho đảng mình, có vậy thôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.